Báo Mỹ nhận định tiền tuyến của Ukraine đứng bên bờ vực sụp đổ hàng loạt. Video Ukraine giải thảm đạn trùm vào đoàn xe bọc thép của Nga. Nga tố lính Thụy Điển đang tham chiến tại Ukraine. Tổng thống Zelensky nói Nga thả hơn 3.000 bom lượn tập kích Ukraine. Giới chức Ukraine nói phương Tây không cung cấp đủ hệ thống phòng không cho Kyiv. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Các sĩ quan cấp cao Ukraine mới đây đã cảnh báo bức tranh quân sự rất ảm đạm và các tướng Nga có thể đạt được thành công ở bất cứ nơi nào họ quyết định tập trung vào cuộc tấn công sắp tới. Theo đó, những tuyên bố mới nhất của tỷ phú công nghệ Elon Musk liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine đã khiến nhiều người lo ngại khi ông cảnh báo rằng mặc dù Moscow không có cơ hội chinh phục toàn bộ Ukraine, nhưng xung đột càng kéo dài, Nga sẽ càng giành được nhiều lãnh thổ hơn. Ông Musk cảnh báo, nếu xung đột kéo dài đủ lâu, Odessa cũng sẽ thất thủ. Trước đó, tỷ phú Musk từng thúc giục Ukraine đồng ý nhượng bộ lãnh thổ và sự phản đối của ông về gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ đã khiến ít nhất ông không phải là nhà bình luận được Ukraine yêu thích và nhận xét của ông đã nhận được phản hồi có thể đoán trước được. Theo Politico, những cảnh báo của vị doanh nhân tỷ phú Mỹ thực ra không khác mấy so với những cảnh báo nghiêm trọng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong vài ngày qua. Ông Zelensky cho biết, nếu gói viện trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vốn đang bị đình trệ không sớm được Quốc hội Mỹ phê duyệt, lực lượng của ông sẽ phải rút lui từng bước một. Ông cũng cảnh báo một số thành phố lớn có thể có nguy cơ thất thủ. Rõ ràng, cảnh báo của ông Zelensky là bước đi khéo léo trong nỗ lực ngoại giao rộng rãi nhằm đẩy nhanh việc phê duyệt viện trợ quân sự mà lực lượng của ông rất cần và đã thiếu hụt trong nhiều tháng. Mọi thứ từ đạn pháo 155mm đến hệ thống phòng không Patriot và máy bay không người lái. Nhưng theo Politico, sự thật đáng buồn là ngay cả khi gói viện trợ trên được Quốc hội Mỹ thông qua, nó cũng có thể không đủ để ngăn chặn một trận chiến lớn xảy ra. Và thất bại như vậy, đặc biệt là giữa các chiến dịch bầu cử ở Mỹ và châu Âu, rất có thể làm sống lại áp lực của phương Tây đối với các cuộc đàm phán mà rõ ràng sẽ có lợi cho Nga, để Điện Kremlin có thể tự do khôi phục cuộc xung đột vào thời điểm mà họ lựa chọn trong tương lai. Về cơ bản, Politico đánh giá tình hình chiến sự hiện phụ thuộc vào nơi Nga sẽ quyết định tập trung sức mạnh của họ trong một cuộc tấn công lớn dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè này. Nga đã bắt đầu tăng cường các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào hàng loạt mục tiêu trên khắp Ukraine, trải dài từ Kharkov và Sumy ở phía Bắc đến Odessa ở phía Nam trong những tuần gần đây. Điều đó khiến việc dự đoán chiến trường mà Nga sẽ tập trung chinh phục vào mùa hè này trở nên khó khăn hơn. Theo các sĩ quan quân đội cấp cao Ukraine, từng phục vụ dưới quyền cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zalugny, bức tranh quân sự đối với Kyiv thật u ám. Các sĩ quan Ukraine cho biết có nguy cơ lớn là tiền tuyến sẽ sụp đổ ở bất cứ nơi nào các tướng Nga quyết định tập trung tấn công. Bên cạnh đó, các sĩ quan cấp cao Ukraine giấu tên cảnh báo nhờ có số lượng binh sĩ lớn vượt trội hơn hẳn so với Ukraine và bom dẫn đường trên không cực hiệu quả trong việc tấn công các vị trí của Ukraine trong nhiều tuần nay, quân đội Nga có thể sẽ xâm nhập vào tiền tuyến và đánh sập nó ở một số khu vực. Trong một cuộc phỏng vấn với Politico, nguồn tin quân sự hàng đầu nói không có gì có thể giúp Ukraine bây giờ vì không có công nghệ thực sự nào có thể bù đắp cho Ukraine về số lượng lớn binh sĩ mà Nga có thể sẽ tấn công chúng tôi. Chúng tôi không có các công nghệ đó và phương Tây cũng không có đủ số lượng. Theo các quan chức Ukraine, giờ đây chỉ có sự can đảm và kiên cường của Ukraine cũng như sai lầm của các chỉ huy Nga mới có thể làm thay đổi tình thế nghiệt ngã. Chẳng hạn như sự kiện đã xảy ra ngày 30 tháng 3, khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng xe tăng lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu, giúp lữ đoàn 25 của Ukraine phá hủy hơn 10 xe tăng và 8 xe chiến đấu bộ binh, tương đương 1/3 sức mạnh của đơn vị này. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Ukraine nhắc nhở rằng dựa vào sai sót của Nga không phải là chiến lược và họ cay đắng về loạt bước đi sai lầm mà họ cho rằng đã cản trở sự phản kháng của Ukraine ngay từ đầu. Đó là chuỗi bước đi sai lầm của cả phương Tây và Ukraine. Họ cũng gay gắt về việc phương Tây níu chân, nói rằng nguồn cung cấp và hệ thống vũ khí đến quá muộn và không đủ số lượng để tạo ra sự khác biệt mà lẽ ra họ có thể có. Một sĩ quan nói, tướng Zalugny thường gọi nó là cuộc chiến cơ hội. Điều đó có nghĩa là các hệ thống vũ khí sẽ trở nên dư thừa rất nhanh vì chúng nhanh chóng bị người Nga khắc chế. Ví dụ, chúng tôi đã sử dụng thành công tên lửa hành trình Storm Shadow và Scalp do Anh và Pháp cung cấp, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Người Nga học tập liên tục và liên tục. Họ không cho chúng tôi cơ hội thứ hai và họ đã thành công trong việc này. Các sĩ quan cho biết, tên lửa chống tăng vác vai do Anh và Mỹ cung cấp trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột đã đến kịp thời, giúp họ cứu được Kyiv và hệ thống tên lửa HIMARS cũng vậy. Đã được sử dụng rất hiệu quả, giúp họ có thể đẩy Nga ra khỏi Kherson vào tháng 11 năm 2012.
Khi lấy máy bay chiến đấu F-16 làm ví dụ, một quan chức cấp cao khác cho biết, nhưng thông thường, chúng tôi không nhận được hệ thống vũ khí vào thời điểm chúng tôi cần, chúng chỉ đến khi không còn phù hợp nữa. Khoảng hơn chục chiếc F-16 dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào mùa hè này, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện phi công cơ bản. Ông nói, mỗi loại vũ khí đều có thời điểm thích hợp riêng, cần có F-16 vào năm 2023, chúng sẽ không phù hợp cho năm 2024. Theo quan chức này, đó là bởi vì Nga đã sẵn sàng chống lại họ. Ông nhận định trong vài tháng qua, chúng tôi bắt đầu nhận thấy người Nga bắn tên lửa từ Dehankoy ở phía Bắc Crimea, nhưng không có đầu đạn nổ. Chúng tôi không thể hiểu họ đang làm gì, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra họ đang đo lường khoảng cách. Sĩ quan này giải thích rằng, Nga đang tính toán nơi tốt nhất để triển khai hệ thống radar và tên lửa S-400 nhằm tối đa hóa vùng hỏa lực mà chúng có thể bao phủ để nhắm mục tiêu vào F-16, đẩy chiến đấu cơ hiện đại nhất của Ukraine tránh xa tiền tuyến và các trung tâm hậu cần của Nga. Các sĩ quan cũng cho biết hiện họ cần nhiều vũ khí truyền thống cơ bản hơn cũng như máy bay không người lái. Một trong số họ nói với Politico rằng, chúng tôi cần lựu pháo và đạn pháo, hàng trăm nghìn quả đạn pháo và tên lửa. Chúng tôi liên tục nói với các đối tác phương Tây rằng, chúng tôi có kinh nghiệm chiến đấu, chúng tôi có hiểu biết về chiến trường trong cuộc xung đột này. Họ có đủ nguồn lực và họ cần cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi cần. Về phần mình, châu Âu đang cố gắng giúp Ukraine bù đắp nhược điểm to lớn là thiếu đạn pháo. Một đề xuất mua đạn pháo số lượng lớn do Séc dẫn đầu có thể nâng tổng số đạn của Ukraine sẽ nhận được từ cả trong và ngoài Liên minh châu Âu EU lên khoảng 1,5 triệu quả với chi phí 3,3 tỷ đô la Mỹ, nhưng vẫn còn thiếu nhiều so với nhu cầu Ukraine cần. Các sĩ quan nhấn mạnh rằng họ cũng cần rất nhiều đàn ông nữa. Đất nước này hiện không có đủ quân ở tiền tuyến và điều này làm trầm trọng thêm vấn đề thiếu sự hỗ trợ của phương Tây. Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa bắt đầu tuyển dụng trước sự gia tăng hoạt động dự kiến của Nga, vì các nhà chức trách lo ngại động viên quy mô lớn có thể gây ra hậu quả chính trị. Tháng 12 năm ngoái, tướng Zelensky đã công khai kêu gọi huy động thêm quân với ước tính Ukraine cần thêm ít nhất 500.000 binh sĩ, nhưng kế hoạch vẫn dậm chân tại chỗ kể từ đó. Sau đó, vào tuần trước, người thay thế ông Zelensky, tướng Oleksandr Zhizhky, đột ngột tuyên bố rằng Ukraine có thể không cần quá nhiều quân mới. Ông nói với hãng tin Yudinform rằng, sau khi xem xét các nguồn lực, con số này đã giảm đáng kể và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có đủ người có khả năng bảo vệ quê hương của họ. Kế hoạch là điều động càng nhiều nhân viên văn phòng và những người không có vai trò chiến đấu ra tiền tuyến càng tốt sau một khóa huấn luyện chuyên sâu kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Nhưng các sĩ quan cấp cao mà Politico nói chuyện đã cho rằng ông Zhizhky đã sai và làm theo yêu cầu của các chính trị gia. Sau đó, ngày 2 tháng 4, Tổng thống Zelensky đã ký một số phần sửa đổi và bổ sung cho luật động viên cũ, thắt chặt các yêu cầu pháp lý đối với nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ phải đăng ký thông tin chi tiết và hạ độ tuổi tối thiểu phải thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25. Một sĩ quan nói, chúng tôi không chỉ có một cuộc khủng hoảng quân sự mà còn có một cuộc khủng hoảng chính trị. Trong khi Ukraine né tránh một đợt động viên lớn, Nga đang tích trữ các nguồn lực và sẽ sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công lớn vào khoảng tháng 8 và có thể sớm hơn. Vì vậy, nhận định của tỷ phú Musk có thể không quá xa vời. Pháp đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Paris sẵn sàng đàm phán với Moscow về vấn đề Ukraine hay thảo luận về tương lai hòa đàm khi Bộ trưởng Quốc phòng hai nước điện đàm hôm ngày 3 tháng 4. Cụ thể, theo báo Le Monde đưa tin, hôm 3 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga sau đó ra thông cáo nói rằng Moscow nhận thấy Pháp sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine. Thông cáo cũng nhấn mạnh, bất cứ ý tưởng nào về tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ đều vô nghĩa nếu không có sự tham dự của Nga. Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ Pháp sau đó đã bác bỏ tuyên bố này. Nguồn tin này cho biết, điều đó không đúng. Hiện tại, chúng tôi không sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine hay đàm phán bất cứ vấn đề nào như vậy. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Pháp, trong cuộc điện đàm sắp Paris đề xuất hai bên tập trung thảo luận về mối đe dọa sau cuộc tấn công nhà hát Krakow City ở Moscow hồi cuối tháng trước. Mối quan hệ Nga-Pháp căng thẳng những tháng gần đây khi Paris tăng cường viện trợ cho Kiev, trong đó có việc ký thỏa thuận hợp tác an ninh dài hạn, cam kết chuyển tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine. Vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tuyên bố phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine và rằng Nga phải bị đánh bại trên chiến trường. Đề cập đến vấn đề này ngày 3 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cảnh báo bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Pháp đưa quân đến Ukraine sẽ khiến Pháp gặp rắc rối. Bất chấp cảnh báo, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine lâu nhất có thể. Lực lượng Ukraine dùng UAV trang bị camera ảnh nhiệt để chỉ thị mục tiêu cho pháo binh khai hỏa đạn chùm vào đoàn xe bọc thép Nga. Theo đó, ngày 2 tháng 4, tài khoản của một cựu binh sĩ Ukraine đã đăng tải đoạn video cho thấy lữ đoàn xung kích độc lập số 92 nước này phục kích các thiết giáp Nga tại Donetsk. Trong đoạn video, đoàn xe di chuyển trên cánh đồng vào buổi đêm
dường như nhằm tránh nguy cơ bị đối phương phát hiện. Tuy nhiên, thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ trinh sát của Ukraine được trang bị camera ảnh nhiệt nên vẫn có thể nhận diện rõ từng chiếc thiết giáp. Chiếc UAV sau đó chuyển tọa độ đoàn xe cho lực lượng Ukraine để họ khai hỏa đạn chùm tập kích đối phương theo kiểu dài thảm. Đòn tập kích tạo ra hai vụ nổ, cho thấy ít nhất hai thiết giáp của Moscow đã bị trúng đạn con do quả đạn chùm phát tán. Không rõ thiệt hại cụ thể của lực lượng Nga sau vụ tấn công. Bình luận đăng kèm video cho biết, đợt xung kích của quân đội Nga nhằm vào cứ điểm của lữ đoàn 92 đã bị chặn đứng. Pháo binh và đạn chùm của Ukraine đã hoạt động rất hiệu quả, song sẽ khó thành công nếu không có sự hỗ trợ của UAV trang bị camera ảnh nhiệt. Theo min.in.ua, đạn chùm được phía Ukraine sử dụng trong đoạn video có thể là loại M864 hoặc M483A1 đều được Mỹ gửi trong các gói viện trợ dành cho các lực lượng vũ trang Kiev. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Đạn chùm được đánh giá là vũ khí hiệu quả để chống lại bộ binh, đồng thời cũng có thể gây thiệt hại lớn cho xe tăng, thiết giáp và các khí tài khác. Đạn chùm không gây sát thương bằng thuốc nổ hoặc đầu đạn xuyên phá thông thường, mà chứa lượng lớn đạn con được phát tán khi đến gần mục tiêu. Cơ chế này cho phép một quả đạn mẹ giải hàng trăm đến hàng nghìn đạn con trên diện rộng, hiệu quả sát thương cao hơn nhiều so với đạn pháo hoặc rocket nổ mảnh thông thường. Dù vậy, loại đạn này cũng gây nhiều tranh cãi, do nó có thể phát nổ hàng chục năm sau khi rơi xuống đất, gây nguy cơ lớn cho dân thường. Hồi tháng 7 năm ngoái, Mỹ đã chấp thuận chuyển giao đạn chùm TPICM cho Ukraine. Tháng 10 cùng năm, Kiev xác nhận nước này đã được Washington cung cấp biến thể tên lửa lục quân chiến thuật ATAK sử dụng đạn chùm có tầm bắn khoảng 165 km. Theo phân tích từ ảnh chụp vệ tinh, mẫu tên lửa này đã được Ukraine nhiều lần sử dụng để tấn công lực lượng Nga, trong đó có vụ tập kích vào sân bay ở thành phố Berdyansk khiến ít nhất 21 trực thăng hư hỏng. Ngày 3 tháng 4, giới chức Ukraine cho biết các quốc gia đồng minh phương Tây đã không cung cấp đủ hệ thống phòng không để Kiev có thể tự bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa ngày càng nhiều của Nga. Cụ thể, khi trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết các đối tác của Ukraine không cung cấp đủ phòng cho chúng tôi, mặc dù họ có hơn 100 hệ thống Patriot trong kho vũ khí. Ông Kuleba đồng thời nói thêm sẽ nêu vấn đề về hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trong mỗi cuộc họp với các đối tác NATO trong 2 ngày tới tại Brussels, Bỉ. Thời gian gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Động thái càng cho thấy nhu cầu bảo vệ khẩn cấp của Kiev, ông Kuleba nhấn mạnh. Các đối tác đã cung cấp cho chúng tôi các hệ thống phòng không khác nhau. Chúng tôi đánh giá cao điều đó, nhưng đơn giản là nó chưa đủ, xét đến quy mô của cuộc chiến. Theo ông Kuleba, các đối tác của Ukraine đã có sẵn hơn 100 hệ thống Patriot, nhưng cho đến nay vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ thêm dù chỉ 5 đến 7 hệ thống đó. Con số mà Kiev cho rằng là mức tối thiểu cần thiết để cung cấp sự hỗ trợ bổ sung đáng kể. Vị thủ lĩnh ngoại giao của Ukraine cho biết, ông không rõ tại sao các đồng minh cho đến nay không cung cấp thêm tên lửa Patriot, đặc biệt là khi các đối tác này không phải đối mặt với mối đe dọa tên lửa như Kiev phải đối mặt hàng ngày. Ngoại trưởng Kuleba lập luận rằng, nếu phương Tây tăng cường hỗ trợ thêm tên lửa Patriot thì sẽ giúp Ukraine đánh bại Nga và ngăn chặn nguy cơ cuộc chiến lan rộng trên khắp châu Âu. Khi được hỏi về đề xuất của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, vốn bao gồm kế hoạch cấp quỹ 100 tỷ euro cho Ukraine trong 5 năm, Ngoại trưởng Kuleba tuyên bố hoan nghênh sự hỗ trợ, nhưng nó phải đại diện cho các quỹ mới và không tái sử dụng các cam kết trước đó. Ngoại trưởng Ukraine cho biết NATO đã gặp khó khăn trong việc huy động 500 triệu euro cho gói hỗ trợ toàn diện, nhằm cải cách và trang bị thêm cho lực lượng vũ trang Ukraine. Vì vậy, việc tăng lên 20 tỷ euro mỗi năm sẽ là một nỗ lực khổng lồ. Ông Kuleba nói, nếu sáng kiến đặc biệt này trở thành hiện thực, chúng ta phải đảm bảo rằng đây sẽ là 100 tỷ euro hoàn toàn mới. Trong khi đó, ngày 3 tháng 4, Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhóm họp tại Brussels, Bỉ để thảo luận về quỹ hỗ trợ trị giá 100 tỷ euro trong vòng 5 năm tới cho Ukraine. Theo hãng tin Reuters, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết, Ngoại trưởng các quốc gia thành viên của tổ chức này thảo luận về một hiệp định mới nhằm tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Đáng chú ý theo lời ông Stoltenberg, hiệp định mới này sẽ dễ nhận biết hơn như một tín hiệu để chứng tỏ cho Nga thấy nước này chắc chắn sẽ bại trận. Phát biểu khi bắt đầu cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên NATO ở Brussels, Bỉ, Tổng thư ký Stoltenberg cũng nói với các phóng viên rằng Ukraine cần nhiều tiền hơn từ NATO trong vài năm tới. Tuy nhiên, ông Stoltenberg từ chối bình luận về quỹ viện trợ trị giá 100 tỷ euro trong vòng 5 năm của tổ chức này dự kiến dành cho Ukraine. Ông Stoltenberg nói, chúng ta phải đảm bảo sự hỗ trợ an ninh đáng tin cậy cho Ukraine trong thời gian dài, hạn chế dựa vào các nguồn đóng góp tự nguyện, tăng cường các nguồn đóng góp chung từ những cam kết của NATO, đồng thời hạn chế các cam kết ngắn hạn, thay vào đó tăng cường các cam kết dài hạn. Gần đây, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thụy Điển,
Tuma Vanek đã chia sẻ với RIA Novosti rằng Đại sứ quán Ukraine tại Stockholm có khả năng tuyển dụng binh sĩ Thụy Điển để tham gia vào hành động quân sự mà không vi phạm các quy định của luật quốc tế. Ngày 2 tháng 4, khi được yêu cầu bình luận về những tuyên bố này, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đã biết về việc các binh sĩ nước ngoài bao gồm cả Thụy Điển tham gia vào các cuộc xung đột với Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. Những nỗ lực của Bộ Ngoại giao Thụy Điển nhằm khuyến khích công dân đi đến vùng nóng theo cách này cho thấy Stockholm hoàn toàn thờ ơ với số phận của chính công dân mình. Theo thông tin mà Bộ Quốc phòng Nga nắm được, tổng số binh sĩ Thụy Điển trên lãnh thổ Ukraine lên tới 90 người, trong đó 25 người đã thiệt mạng. Đến thời điểm hiện tại, chưa có phản ứng chính thức từ phía Thụy Điển về thông tin trên. Trước đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström đã tuyên bố Stockholm không có kế hoạch đào tạo binh sĩ Ukraine tại đất nước này. Ông nhấn mạnh các cuộc thảo luận về việc điều quân của NATO đến hỗ trợ Kyiv là không phù hợp vào thời điểm hiện tại. Ngày 3 tháng 4, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã sử dụng hàng nghìn vũ khí dẫn đường, trong đó có hơn 3.000 bom lượn để tấn công Ukraine trong tháng 3 vừa qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, chỉ trong tháng 3, lực lượng Nga đã sử dụng hơn 3.000 quả bom dẫn đường, 400 tên lửa các loại và 600 máy bay không người lái UAV cầm từ kiểu Shahed để tấn công Ukraine. Nga ném bom không ngừng nghỉ nhằm vào khu vực tiền tuyến và biên giới, đồng thời phá hoại nhiều thành phố và làng mạc. Tổng thống Zelensky cho biết, Nga đang tiến hành triển khai bom lượn dẫn đường nhằm tấn công thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu và gây hư hại hàng loạt công trình dân sự. Ông Zelensky nói thêm, điều này sẽ không xảy ra nếu Ukraine nhận được những hệ thống phòng không đáng tin cậy để bảo vệ các thành phố. Tên lửa Patriot trong tay binh sĩ Ukraine đã cho thấy mọi nỗ lực tấn công của Nga đều có thể bị chặn đứng. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa có bình luận nào về thông tin trên. Cơ quan này thường không công bố số lượng vũ khí được sử dụng trong các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine. Bom lượn của Nga được trang bị mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMPK, đi kèm với thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển, nhằm nâng cao đáng kể độ chính xác. Cánh nâng cho phép bom bay tới 70 km, xa hơn nhiều so với bom thông thường. Phương án này tương tự như dòng bom JDAMER của Mỹ, biến các bom thông thường thành bom thông minh, giảm chi phí so với việc sản xuất các quả bom dẫn đường chuyên biệt. Thời gian bay ngắn, tiết diện radar nhỏ và quỹ đạo bay khó đoán khiến cho Ukraine gần như không có biện pháp nào để đối phó với bom UMPK, trừ triển khai tên lửa Patriot tới tiền tuyến để phục kích tiêm kích số 34 mang chúng. Rạng sáng ngày 3 tháng 4, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển thành phố Đài Bắc ở Đài Loan, kéo theo cảnh báo sóng thần ở các đảo phía Nam Nhật Bản và Philippines. Trận động đất này được đánh giá là mạnh nhất từng xảy ra tại đây trong vòng 25 năm qua kể từ trận động đất năm 1999. Ngay sau động đất, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã đề nghị giúp đỡ hòn đảo, nhưng Đài Loan đã từ chối bằng một tuyên bố ngắn gọn. Theo báo cáo SCMP, Hội đồng Phụ trách các vấn đề đại lục MAC của Đài Loan đã tuyên bố rất ngắn gọn rằng họ không cần giúp đỡ. Hội đồng Phụ trách các vấn đề đại lục của Đài Loan cho hay, chúng tôi nhận thấy rằng Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về trận động đất ở ngoài khơi Hoa Liên sáng nay. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của họ, nhưng đại lục không cần thiết phải hỗ trợ chúng tôi trong việc cứu trợ thiên tai. Trong khi đó, Mỹ cho biết họ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Đài Loan sau trận động đất. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andrea Watson cho biết thêm, chúng tôi đang theo dõi các báo cáo về trận động đất và theo dõi tác động tiềm tàng đối với Nhật Bản. Cho đến thời điểm hiện tại, Đài Loan vẫn chưa lên tiếng về đề nghị giúp đỡ từ phía Mỹ. Tính tới tối ngày 3 tháng 4, trận động đất có cường độ 7,2 độ đã khiến nhiều người ở Đài Loan thương vong. Tâm chấn của trận động đất nằm cách huyện Hoa Liên khoảng 25 km về phía nam và cách thành phố Đài Bắc 138 km. Toàn bộ hòn đảo đều cảm nhận được cú sốc mạnh, khiến nhiều tòa nhà đổ sập. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành tại Đài Loan cũng như ở Trung Quốc đại lục và các khu vực lân cận nhưng đã nhanh chóng được gỡ bỏ. Các đoạn phim do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy cảnh tượng kinh hoàng khi các tòa nhà rung lắc mạnh rồi đổ sập xuống đất trong khi người dân hoảng loạn bỏ chạy. Theo Nikkei Asia, trận động đất đã ảnh hưởng tới ngành công nghiệp bán dẫn quan trọng của Đài Loan. Tập đoàn TSMC đã phải sơ tán các nhà máy và đóng cửa một phần dây chuyền sản xuất để phòng ngừa. TSMC cho biết tất cả nhân viên đều an toàn, một số đã trở lại làm việc và các cuộc điều tra ban đầu cho thấy không có hư hại nghiêm trọng. Kênh Telegram của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 thuộc quân đội Ukraine gần đây đã chia sẻ đoạn video hiếm hoi ghi lại hình ảnh máy bay không người lái của họ tấn công hai con robot trang bị súng phóng lựu của Nga trên hướng Avdiivka. Ngày 2 tháng 4, thông tin từ tạp Business Insider cho biết đây là một cuộc giao chiến bất thường giữa Ukraine và Nga vì nó diễn ra giữa hai phương tiện không người lái chứ không phải là cuộc chiến giữa người với người hay giữa những chiếc xe thiết giáp, xe tăng với nhau.
Trong đoạn video, có thể thấy hai chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ loại 4 cánh của Ukraine đã phá hủy hai robot trang bị súng phóng lựu của Nga bằng cách nổ tung chúng. Trên kênh Telegram của mình, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của quân đội Ukraine cho biết họ đã sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV mang theo chất nổ để phá hủy hai nền tảng robot mặt đất của Nga được trang bị súng phóng lựu tự động. Hoạt động gần thành phố Avdiivka, nơi bị xung đột tàn phá ở miền đông Ukraine, đoạn video mở đầu bằng cánh máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất của Ukraine bay lơ lửng gần một trong những chiếc robot có lá cờ Nga nhỏ cắm phía trên. Tuy nhiên, chiếc robot này dường như không di chuyển cho thấy chúng có thể đã bị vô hiệu hóa. Ngay sau đó, các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất của Ukraine lao xuống và phát nổ, thổi bay lá cờ cắm trên robot. Trong đoạn video cũng có một chiếc robot thứ hai gần đó trông giống như một chiếc xe bọc thép cỡ nhỏ nhưng bị hư hỏng nặng. Một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất khác xuất hiện, bay lơ lửng phía trên trước khi lao vào con robot rồi tạo ra một vụ nổ thậm chí còn lớn hơn vụ nổ trước. Theo Business Insider, các máy bay không người lái cỡ nhỏ loại 4 cánh được trang bị chất nổ đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine và thường được cả hai bên sử dụng trong các cuộc tấn công một chiều nhằm vào binh sĩ và xe thiết giáp của đối phương. Tuy nhiên, cuộc giao tranh này ghi lại một tình huống ít phổ biến hơn của cuộc đối đầu giữa máy bay không người lái và phương tiện không người lái mặt đất. Trong cuộc giao chiến này, không có sự hiện diện của con người trên chiến trường. Cuộc giao chiến do Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 thuộc quân đội Ukraine ghi lại đã nhấn mạnh vai trò mới nổi của các phương tiện không người lái mặt đất trong xung đột. Những hệ thống nhỏ này đã được sử dụng để đặt mình, cung cấp đạn dược cho quân đội, tiến hành sơ tán thương vong và loại bỏ chất nổ khỏi chiến trường. Chuyên gia về phương tiện không người lái và khả năng quân sự của Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ Samuel Bendett nhận định, chiến trường Ukraine ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng các phương tiện không người lái mặt đất cỡ nhỏ trong hoạt động tác chiến và đảm bảo hậu cần. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ các phương tiện không người lái mặt đất này có thể dễ dàng bị xác định và phá hủy vì có quá nhiều máy bay không người lái giám sát chiến trường từ trên cao. Chuyên gia Bendett cho biết, ông không rõ liệu các phương tiện không người lái mặt đất của Nga trong đoạn video được điều động tác chiến thay binh sĩ hay hoạt động song song với binh sĩ. Tuy nhiên, chuyên gia Bendett cũng chỉ ra rằng, khi ngày càng có nhiều phương tiện không người lái mặt đất tham gia chiến đấu, cả hai bên sẽ cố gắng phát triển các chiến thuật và khái niệm để tích hợp chúng vào các hoạt động tấn công, chiến trường. Ngày 3 tháng 4, nhóm vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC tuyên bố đã huy động được tổng cộng 65,6 triệu đô la Mỹ trong tháng 3 và bước sang tháng 4 với 93,1 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong tay. Tổng số tiền huy động được công bố cho thấy ông Trump và RNC đã cải thiện được tình hình tài chính so với tháng trước, khi cựu Tổng thống Mỹ và các ủy ban gây quỹ chính của ông công bố tổng số tiền mặt hiện có là khoảng 41,9 triệu đô la Mỹ, còn RNC thì đang nắm giữ thêm khoảng 11,3 triệu đô la Mỹ. Tổng số tiền nêu trên vượt qua 63 triệu đô la Mỹ mà chiến dịch tranh cử của ông Trump từng huy động được với Đảng Cộng hòa hồi tháng 3 năm 2020, thời điểm diễn ra chiến dịch tranh cử tổng thống gần đây nhất và là khoảng thời gian đại dịch COVID-19 càn quét khắp nước Mỹ, làm thay đổi cuộc sống bình thường. Thế nhưng, ông Trump và RNC cần phải huy động thêm nhiều tiền hơn nữa để thu hẹp khoảng cách với chiến dịch vận động của Tổng thống Joe Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ DNC. Tổng thống Biden và Đảng Dân chủ đã thông báo tổng số tiền mặt vào thời điểm cuối tháng 2 là hơn 155 triệu đô la Mỹ và vẫn chưa công bố tổng số tiền thu được trong tháng 3. Chiến dịch tranh cử của ông Trump bày tỏ hy vọng sẽ quyên góp được 33 triệu đô la Mỹ trong bữa dạ tiệc ngày 6 tháng 4 tới tại câu lạc bộ Mar-a-Lago, hạt Palm Beach, Florida, vượt con số hơn 26 triệu đô la Mỹ mà Tổng thống Biden quyên góp được hồi tuần trước tại một sự kiện gây quỹ ở New York với sự góp mặt của hai cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton, cùng nhiều minh tinh điện ảnh. Những người tham dự buổi gây quỹ lớn đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump sẽ phải trả tới 814.600 đô la Mỹ một người. Cùng ngày 3 tháng 4, tạp chí Phố Wall đã công bố kết quả của cuộc khảo sát cho thấy ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa dẫn trước Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden của Đảng Dân chủ tại 6 bang chiến địa trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Kết quả khảo sát của tạp chí Phố Wall phản ánh nỗi lo ngại của cử tri Mỹ về kinh tế và sự thể hiện của đương kim chủ nhân Nhà Trắng. Cụ thể, cựu Tổng thống Trump dẫn trước ông Biden từ 2 đến 8% trong số các cử tri ở Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada và Bắc Carolina, với lá phiếu bao gồm tên của ứng viên thứ ba và ứng viên độc lập. Theo tờ báo Mỹ, kết quả cũng tương tự trong cuộc khảo sát một đối một giữa ông Trump và ông Biden tại 6 tiểu bang này. Tại Wisconsin, bang thứ 7, ông Biden dẫn trước 3 điểm so với ông Trump trong lá phiếu có nhiều tên ứng viên, và kết quả lại hòa trong cuộc đối đầu trực tiếp với ông Trump. Giới quan sát phân tích rằng, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden đang phải đối mặt với những lo ngại của cử tri về kinh tế Mỹ, dù tỷ lệ việc làm gia tăng,
chính sách chi tiêu ổn định và sự tăng trưởng GDP hơn kỳ vọng. Đây là nghịch lý mà giới kinh tế học và các chiến lược gia của Đảng Dân Chủ vẫn chưa thể hiểu được. Bên cạnh đó, ông Trump được xem là có sức khỏe thể chất và tâm thần phù hợp hơn ông Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ. 48% số người được hỏi đồng ý với quan điểm trên, trong khi chỉ có 28% số người ủng hộ ông Biden. Cuộc khảo sát nhận được 4.200 người tham gia, tức mỗi bang có 600 người góp mặt trong tổng số 7 bang chiến địa, diễn ra từ ngày 17 đến 24 tháng 3. Thời gian gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng bom lượn để nhắm vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, trong khi giữ an toàn cho các máy bay tấn công của mình. Chiến thuật này cho thấy Nga đã thích nghi với những hạn chế của mình, từ đó giúp Moscow giành được những chiến thắng mới trên chiến trường. Trong khi đó, Ukraine lại gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với những mối đe dọa từ chiến thuật mới này của Nga do thiếu tên lửa phòng không và viện trợ nhỏ giọt từ phương Tây. Ngày 2 tháng 4, Sputnik dẫn nhận định của cựu chuyên gia phân tích tình báo CIA Larry Johnson cho biết, những quả bom FAB-3000 nặng 3 tấn có thể sẽ là yếu tố thay đổi cục diện xung đột Ukraine. Chuyên gia này giải thích, những quả bom FAB-3000 này có thể phá hủy các cây cầu, một trong số đó là cây cầu bắc qua sông Dnipro do quân đội Ukraine dựng lên. Khi các công trình này bị đánh sập, tuyến đường tiếp tế giữa Bộ Chỉ huy tại Ukraine và quân đội ở phía đông khu vực này cũng sẽ bị cắt đứt. Ông nhấn mạnh, có thể nói đây không khác gì việc bao vây quân đội Ukraine mà không cần dùng biện pháp đối đầu quân sự trực tiếp. Bên cạnh đó, ông Johnson cũng chỉ ra F-35 có khả năng xuyên thủng các ụ phòng thủ. Điều này có nghĩa là Ukraine không thể chọn cách ẩn mình bên trong chiến hào, bong ke và chờ đợi thời cơ đánh úp quân Nga nữa. Bình luận của cựu chuyên gia CIA được đưa ra sau khi sĩ quan kiêm nhà báo quân sự kỳ cựu của Nga, ông Viktor Litovkin, tiết lộ với Sputnik về khả năng hủy diệt khủng khiếp của FAB-3000. Ông Litovkin mô tả, loại bom này có thể tấn công vào các chiến hào vững chãi hay cả các điểm chỉ huy và nhà kho được gia cố bằng bê tông dưới lòng đất. Chúng có thể xuyên thủng mục tiêu, làm nổ tung và phá hủy tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, chúng cũng có thể tấn công vào nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương. Chúng thực sự rất mạnh và có sức hủy diệt to lớn. Chưa dừng lại ở đó, theo lời chuyên gia người Nga, dòng bom này còn được trang bị bộ mô đun lượn và điều chỉnh hợp nhất UMPK nhằm tối ưu hóa tính ứng dụng với tầm bắn xa và khả năng điều hướng linh hoạt. Nhà quan sát trên cho biết, FAB-3000 có thể tránh bay vào vùng phủ sóng của lực lượng phòng không đối phương, thả bom, gây sát thương và hoàn thành nhiệm vụ. Đây là những ưu điểm của chúng, sức mạnh và độ chính xác. Trong một báo cáo công bố tháng trước, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho rằng, lực lượng Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng bom lượn có điều khiển và không điều khiển nhắm vào các vị trí ở hậu phương và tiền tuyến của Ukraine kể từ đầu năm 2024. Việc Nga đã giành được thành phố Avdiivka đã chứng minh tính hiệu quả của chiến thuật bom lượn này, cũng như đánh dấu bước tiến lớn nhất trong gần một năm qua. Các chuyên gia cho rằng, thay vì độ chính xác, số lượng lớn các cuộc tấn công bằng bom lượn sẽ làm lung lay tinh thần của binh sĩ Ukraine, từ đó tạo ảnh hưởng lâu dài trong tương lai. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt dòng bom trên không có sức nổ lớn FAB-3000. Thông báo này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đến thăm một nhà máy quân sự ở vùng Nizhny Novgorod, nơi sản xuất nhiều loại vũ khí từ pháo, đạn xe tăng đến bom hạng nặng như FAB-3000. Ngày 2 tháng 4, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thông báo, người dân Ukraine đã có thể nộp đơn yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại mà họ phải gánh chịu trong thời gian xung đột. Đơn yêu cầu bồi thường sẽ được chuyển tới cơ quan đăng ký thiệt hại cho Ukraine có trụ sở tại Hà Lan, ông Kuleba nói. Đây là bước đầu tiên, điều quan trọng nhất là thiết lập một cơ chế bồi thường quốc tế đầy đủ và tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga. Bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn yêu cầu Moscow bồi thường. Trong thời gian đầu, chúng tôi sẽ tập trung vào các yêu cầu liên quan tới thiệt hại bất động sản, sau đó sẽ mở rộng ra với những thiệt hại khác. Cũng theo Ngoại trưởng Kuleba, không chỉ người dân Ukraine mà cả công dân nước ngoài bị thiệt hại trên lãnh thổ Ukraine đều có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cơ quan đăng ký thiệt hại cho Ukraine là một tổ chức giám sát được thành lập sau một nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ yêu cầu Nga chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột Ukraine. Cơ quan này có 44 thành viên, bao gồm hầu hết thành viên EU, Mỹ, Anh và Nhật Bản. Tổ chức này được thành lập sau một nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm ngoái liên quan tới việc quy trách nhiệm cho Nga về chiến sự ở Ukraine. Những người muốn được Nga bồi thường có thể đăng ký thông qua một ứng dụng đặc biệt cũng được sử dụng để giải quyết các giao dịch pháp lý và lưu giữ các tài liệu chính thức trên nền tảng kỹ thuật số. Ukraine nhiều lần tuyên bố muốn sử dụng tài sản bị phương Tây đóng băng của Nga để bồi thường thiệt hại của cuộc chiến và cho các nạn nhân, ông Kuleba cho biết. Điều quan trọng không kém là thiết lập một cơ chế bồi thường quốc tế đầy đủ và tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga. Luật sư của Bộ Tư pháp Ukraine là Zakhar Chopin nói với Reuters rằng
dự kiến sẽ có ít nhất 8 triệu đơn từ các cá nhân yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại. Hồi tháng 2 năm nay, Ngân hàng Thế giới ước tính rằng Kyiv sẽ cần 486 tỷ đô la Mỹ để xây dựng lại đất nước đã bị tàn phá bởi cuộc chiến. Ukraine cho biết số tiền đó có thể tăng gấp đôi nếu tính đến khoản bồi thường cho các nạn nhân của cuộc chiến. Nga cho biết họ sẽ làm mọi cách có thể để ngăn chặn phương Tây lấy tài sản của Moscow chuyển cho Ukraine. Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc cho hay các điều khoản trong nghị quyết đề cập bên trên là vô hiệu về mặt pháp lý. Trong cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, có những đoàn xe thực hiện cuộc hành trình đầy căng thẳng, nguy hiểm vào lãnh thổ của đối phương. Đó là những đoàn xe chở binh sĩ từ trận để tiến hành trao đổi. Telegraph mô tả, một đoàn xe như vậy của Ukraine đã đi qua khu vực Sumy phía đông bắc Ukraine vào một buổi sáng tháng 2 ảm đạm. Một xe cảnh sát dẫn đầu, theo sau là một đơn vị pháp y và một xe tải chở các binh sĩ Nga đã tử trận. Đoàn xe đang đi vào lãnh thổ Nga để thực hiện một trong những hoạt động ngoại giao duy nhất còn tồn tại giữa Kyiv và Moscow, đó là trao đổi binh sĩ tử trận. Khi đoàn ô tô di chuyển qua các ngôi làng gần biên giới, các hoạt động giao thông dừng lại để nhường đường. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo quân đội Ukraine, Vitaly Matvienko cho biết, khi đến lãnh thổ Nga, đoàn xe sẽ bắt đầu một nhiệm vụ, đó là đưa hàng chục binh sĩ Nga đã thiệt mạng xuống xe, sau đó đưa những người lính Ukraine từ trận lên xe. Mặc dù lệnh ngừng bắn được ban hành trong thời gian trao đổi binh sĩ từ trận Nga-Ukraine, hoạt động vốn chỉ mất chưa đầy một giờ, nhưng quá trình này vẫn rất căng thẳng. Đường biên giới phải được dỡ bỏ mìn để đoàn xe đi qua và mìn được giải trở lại khi họ quay trở lại. Ukraine cho biết lực lượng Nga thường xuyên pháo kích vào khu vực này, trong khi các tay súng bắn tỉa của họ ẩn nấp trong các bụi cây ở rìa cánh đồng để quan sát cuộc trao đổi các binh sĩ tử trận. Tại biên giới, các nhà khoa học Pháp Y từ Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC tiến hành kiểm tra tại chỗ các binh sĩ tử trận này. Sau đó, những chiếc xe chở binh sĩ tử trận đi vào lãnh thổ Nga cùng với các nhân viên cứu hộ Ukraine, thành viên cơ quan an ninh Ukraine và đại diện của ICRC. Việc hồi hương các binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát trong cuộc chiến là một phần trong nỗ lực to lớn của các cơ quan nhà nước Ukraine nhằm tìm kiếm, xác định danh tính và cung cấp thông tin về liệt sĩ cho thân nhân của họ. Ước tính hơn 24.000 binh sĩ Ukraine được báo cáo đã mất tích trong suốt cuộc chiến đã kéo dài 25 tháng với Nga. Người đứng đầu Trung tâm Điều phối Ukraine, nơi giám sát hành lang trao đổi binh sĩ tử trận, tướng Dmytro Usov cho biết tổng cộng 2.495 binh sĩ Ukraine tử trận đã được trao trả thông qua các cuộc trao đổi này. Người đứng đầu các hoạt động của ICRC tại Ukraine tham gia các hoạt động trao đổi binh sĩ Nga-Ukraine tử trận là Zhu Elin cho biết sự hiện diện của ICRC tại các cuộc trao đổi được thiết kế như một tín hiệu về an ninh cho cả hai bên. Theo Công ước Geneva, binh sĩ tử trận và tù binh giao tranh chỉ được trao đổi sau khi kết thúc giao tranh. Nhưng trong cuộc chiến Nga-Ukraine, sự trao đổi của cả hai đã bắt đầu một cách nghiêm túc sau 6 tháng đầu tiên của cuộc chiến. Vào mùa hè năm 2022, ICRC có văn phòng ở cả hai nước đã kết nối hai quốc gia nhằm thảo luận về vấn đề này. Người đứng đầu việc trao đổi binh sĩ tử trận vào thời điểm đó, ông Oleg Kutenko, cho biết ICRC sau đó sẽ giúp hai bên xây dựng hành lang trao đổi binh sĩ tử trận. Cho đến nay, việc trao đổi binh sĩ tử trận vẫn đang tiếp tục mà không bị gián đoạn bởi giao tranh. Các quan chức cho biết, sau khi các tù binh tử trận được đưa về Ukraine, quá trình nhận dạng có thể mất từ 10 ngày đến 1 năm hoặc hơn. Người đứng đầu quy trình xét nghiệm DNA của các binh sĩ ở cơ quan cảnh sát Cherkasy là Vasin Aksionov nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là không phạm sai lầm. Cơ quan tài nguyên khoáng sản Liên bang Nga Rosneftnadzor gần đây cho biết, Nga đang tăng cường thăm dò dầu, khí đốt và khoáng sản trên thềm lục địa khi nước này tiến hành các nghiên cứu khoan và địa chất toàn diện đầu tiên sau 30 năm. Rosneftnadzor quản lý 190 địa điểm thăm dò trên toàn quốc giữa Kaliningrad và Viện Đông của Nga, với các dự án từ khoan sâu dầu khí đến thăm dò điện vật lý các khoáng sản rắn bằng máy bay không người lái. Giám đốc Rosneftnadzor, ông Yevgeny Petrov thông báo với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong một cuộc họp tuần trước. Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời ông Petrov cho biết, lần đầu tiên sau 30 năm chúng tôi đã thực hiện cách tiếp cận có hệ thống để thăm dò, bắt đầu làm việc trên thềm lục địa và khoan 4 giếng. Đây thực sự là những kết quả địa chất quan trọng. Giám đốc Rosneftnadzor lưu ý, nhiệm vụ địa chất cơ bản là đánh giá trữ lượng dầu khí của các lưu vực đã được hoàn thành. Ông cho hay, khối lượng dầu khí được bổ sung vào trữ lượng tài nguyên tăng 20% trong năm 2023 so với năm 2022. Ông Petrov khẳng định, bất chấp các tuyên bố của phương tiện truyền thông nước ngoài về sự trì trệ trong lĩnh vực khai thác mỏ và thăm dò địa chất của Nga, tôi có thể nói rằng lĩnh vực này đang tăng trưởng ổn định và không có sự suy giảm nguồn tài trợ, trước hết là từ các nhà phát triển khoáng sản. Nga đang tự mình thăm dò sau khi gần như tất cả các công ty phương Tây rút khỏi Nga hoặc dừng hoạt động sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.
Giám đốc điều hành Oliver Lepew nói với tờ Financial Times rằng một ngoại lệ đáng chú ý là SLB, công ty dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới không có kế hoạch rời khỏi Nga. Áp lực đã đè nặng lên các công ty, đặc biệt là trong ngành dầu khí phải rút khỏi Nga sau xung đột Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Lepew của SLB nói với Financial Times, khi chúng tôi quyết định, chúng tôi sẽ công khai nếu cần, nhưng hiện tại vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Ngày 2 tháng 4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đề xuất thành lập một quỹ 100 tỷ euro, tương đương khoảng 108 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm cho Ukraine để thúc đẩy liên minh này gửi thêm vũ khí cho Kiev. Ngày 3 tháng 4, tại Brussels, các ngoại trưởng NATO đã tổ chức đàm phán sơ bộ về kế hoạch trên trong nỗ lực tìm cách thúc đẩy một gói viện trợ cho Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh tại Washington vào tháng 7 tới. Reuters đưa tin, theo đề xuất, 32 quốc gia thành viên NATO sẽ đóng góp vào quỹ trên quy mô nền kinh tế mỗi nước. Tuy nhiên, một số quan chức cũng cảnh báo vẫn có những câu hỏi lớn về phương thức hoạt động của bất kỳ nguồn tài chính nào, cũng như kế hoạch có thể thay đổi rõ rệt trước thượng đỉnh ở Mỹ. Đề xuất của Tổng thư ký Stoltenberg cũng gợi ý NATO sẽ kiểm soát nhiều hơn việc điều phối cung cấp vũ khí cho Kiev từ nhóm do Washington dẫn đầu hiện đang giúp giám sát hoạt động hỗ trợ. Ông Stoltenberg lập luận, điều này sẽ giúp cô lập dòng vũ khí tới Ukraine khỏi bất cứ thay đổi chính trị nào ở các quốc gia NATO. Khi ông Donald Trump đang cố trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2024, trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ này không mặn mà với xung đột ở Ukraine cũng như viện trợ cho Kiev. Động thái trên sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn đối với Liên minh quân sự phương Tây, vốn cho đến nay vẫn từ chối đóng vai trò làm một tổ chức gửi vũ khí cho Ukraine do lo sợ sẽ lôi kéo NATO vào gần hơn một cuộc xung đột với Nga. Cho đến nay, Liên minh này mới chỉ gửi viện trợ phi sát thương tới Ukraine, trong khi các quốc gia thành viên riêng lẻ đã cung cấp cho Kiev số vũ khí trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Đề xuất của Tổng thư ký Stoltenberg được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang của Ukraine đang nỗ lực để kiểm chân Nga khi nguồn cung từ các nước phương Tây hậu thuẫn Kiev ngày càng cạn kiệt. Trong khi đó, gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ hiện đang bị đình trệ tại Quốc hội nước này, nhưng có những hy vọng rằng các nghị sĩ có thể thông qua trong những tuần tới. Cũng trong ngày 2 tháng 4, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev cáo buộc rằng các huấn luyện viên NATO ở một số nước đang huấn luyện binh lính và lực lượng biệt kích cho các hoạt động phá hoại chống Moscow. Sputnik dẫn lời ông Pachusev nói, NATO trên thực tế đã trở thành một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine, tích cực tham gia tổ chức để quân đội nước này bắn phá các vùng lãnh thổ của Nga và thông qua các quyết định tập thể nhằm cung cấp cho Kiev thêm các loại vũ khí mới được tăng cường tính năng chiến đấu. Cũng theo quan chức trên, Liên minh quân sự đang tăng cường tiềm lực một cách có hệ thống dọc biên giới Nga, từ biển Baren đến biển Đen. Ngày 2 tháng 4, hãng Reuters đưa tin, tại cuộc họp trực tuyến với các quan chức cấp cao của quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, Đô đốc Alexander Moiseev đã được bổ nhiệm làm tư lệnh hải quân của Nga, thay thế cho ông Nikolai Chepmenov. Trước khi được bổ nhiệm, ông Moiseev 61 tuổi là tư lệnh hạm đội phương Bắc, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Trong cuộc họp với các chỉ huy quân đội, Đại tướng Sergei Shoigu công bố sắc lệnh của Tổng thống Nga về bổ nhiệm Đô đốc Alexander Moiseev làm tư lệnh hải quân, Phó Đô đốc Konstantin Kabanov làm tư lệnh hạm đội phương Bắc và Phó Đô đốc Sergei Pinchuk làm tư lệnh hạm đội biển Đen. Tướng Shoigu hy vọng các tân chỉ huy hải quân Nga hiểu được trách nhiệm to lớn trên cương vị mới. Ông Shoigu nói, tôi mong các vị sẽ giải quyết được những nhiệm vụ do Tổng tư lệnh, Bộ Quốc phòng và đất nước Nga đặt ra. Tháng trước, Đô đốc Moiseev trở thành quyền tư lệnh hải quân Nga thay cho người tiền nhiệm là Nikolai Yevmenov. Ông Moiseev từng là chỉ huy hạm đội phương Bắc trước khi nhận chức vụ mới. Phó Đô đốc Pinchuk, sinh ra tại Sevastopol ở bán đảo Crimea, từng là tư lệnh hải quân Kapi của Hải quân Nga năm 2016-2021. Ông Pinchuk sau đó giữ chức tham mưu trưởng kiêm phó tư lệnh thứ nhất hạm đội Biển Đen trước khi thay thế cựu tư lệnh hạm đội Viktor Sokolov. Trước đó hôm 10 tháng 3, một số trang tin của Nga dẫn nguồn thạo tin nói rằng ông Nikolai Yevmenov đã bị cách chức. Động thái thay đổi nhân sự này diễn ra trong bối cảnh Hải quân Nga chịu tổn thất không nhỏ gần đây trong cuộc xung đột với Ukraine. Giới chức Mỹ ước tính chỉ trong những tháng cuối năm 2023, đầu năm 2024, Ukraine đã đánh chìm 15 tàu ngay cả khi Kiev không có lực lượng hải quân truyền thống. Ukraine gần đây dùng xuồng cảm tử tấn công chiến hạm Nga trên Biển Đen vào ban đêm, gây hư hại và thậm chí đánh chìm một số tàu. Trong vụ tập kích gần đây vào ngày 24 tháng 3, Ukraine tuyên bố bắn trúng hai tàu đổ bộ cỡ lớn vào trung tâm liên lạc của Nga tại Sevastopol. Tổn thất này buộc hạm đội Biển Đen của Nga phải di chuyển một số tàu ra khỏi căn cứ ở Sevastopol, bán đảo Crimea về cảng Novorossiysk để đảm bảo an toàn. Ngày 2 tháng 4, trong cuộc họp với các chỉ huy quân đội,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Đại tướng Sergei Shoigu cho biết nước này kiểm soát thêm 403 km2 lãnh thổ và tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine về phía Tây. Đại tướng Sergei Shoigu nói, sau đợt phản công thất bại, đối phương cố gắng giữ một số tuyến và vị trí nhất định, song không đạt được bất cứ mục tiêu nào. Ông Shoigu cho biết, lực lượng Nga kiểm soát thêm các khu dân cư Olubka, Tonenkoze, Krasnoze và Minoze thuộc tỉnh Donetsk trong 3 tháng vừa qua. Lực lượng Nga tiếp tục đẩy lùi các đơn vị Ukraine về phía Tây. Theo tướng Shoigu, Nga từ đầu năm giành thêm 403 km2 lãnh thổ thuộc các địa phương mà nước này tuyên bố sáp nhập nhưng chưa kiểm soát hoàn toàn, gồm Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Tướng Shoigu cho biết, quân đội Nga đang tiếp tục làm giảm sức chiến đấu của đối phương. Lực lượng vũ trang Ukraine từ tháng 1 mất hơn 80.000 quân, 14.000 đơn vị vũ khí, trong đó có hơn 1.200 xe tăng và các loại thiết giáp. Ông Shoigu nhận định bất chấp không đạt được kết quả trên chiến tuyến, Ukraine vẫn cố thuyết phục phương Tây về khả năng chống lại lực lượng Nga. Bộ trưởng Shoigu cho biết, để đạt mục tiêu này, Ukraine cố gắng đưa xung đột sang lãnh thổ Nga, tổ chức tấn công và pháo kích nhằm vào dân thường. Quân đội Nga mở chiến dịch đáp trả, mở 2 đợt tập kích quy mô lớn và 190 lần tấn công cục bộ nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine. Mục tiêu của hoạt động này là hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine, theo tướng Shoigu. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đưa ra. Giữa tháng 2 năm nay, sau khi kiểm soát Avdiivka, Nga mở nhiều mũi tiến công trên chiến tuyến dài 1.000 km và đạt nhiều bước tiến. Trong khi đó, gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 60 tỷ đô la Mỹ vẫn mắc kẹt ở Quốc hội Mỹ, còn hoạt động chuyển đạn pháo từ châu Âu tới nước này bị chậm tiến độ. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định, Ukraine đang đối mặt với những hạn chế về vật chất đối với năng lực phòng thủ. ISVK ước tính Nga đã kiểm soát 100.000 km2, tương đương khoảng 1/5 diện tích lãnh thổ Ukraine. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Nga có được tốc độ tiến công này một phần do Ukraine đang cạn kiệt vũ khí, đạn dược, một phần do các điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Theo ISVK, thiếu vũ khí, đạn dược hạn chế khả năng của Ukraine trong việc phòng thủ, trong khi mang lại cho lực lượng Nga sự linh hoạt để tiến hành các hoạt động tấn công và đạt được thành công đáng kể trong tương lai. Cụ thể, ISVK cho rằng Ukraine đang ngăn chặn các lực lượng Nga đạt được những lợi ích chiến thuật đáng kể trên toàn bộ chiến tuyến, nhưng sự chậm trễ liên tục trong hỗ trợ an ninh của Mỹ có thể sẽ làm gia tăng mối đe dọa với phòng thủ của Kiev. Bộ trưởng Shoigu xác nhận quân đội Nga đang tiếp tục làm giảm sức chiến đấu của đối phương. Ông Shoigu nói thêm, từ tháng 1, lực lượng vũ trang Ukraine mất hơn 80.000 quân, 14.000 đơn vị vũ khí, trong đó có hơn 1.200 xe tăng và các loại xe bọc thép khác. Theo ông Shoigu, từ tháng 1 đến nay, bất chấp việc Kiev không thành công trên chiến trường, giới lãnh đạo Ukraine vẫn cố gắng thuyết phục các nhà tài trợ phương Tây về khả năng chống lại quân đội Nga. Bộ trưởng Shoigu cho biết, để thực hiện mục tiêu trên, Kiev đã sử dụng biện pháp khủng bố và tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, nhắm vào dân thường. Theo Bộ trưởng Shoigu, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 192 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng và quân sự ở Ukraine trong tháng 3 để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev. Hồi tháng 2 năm nay, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RAI của Italy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga hiện kiểm soát khoảng 26% lãnh thổ của Ukraine, song không thể đạt thêm những bước tiến lớn do vấp phải sự kháng cự của Ukraine. Ông Zelensky cho hay, quân đội Ukraine đã giành lại 50% số lãnh thổ đã rơi vào tay Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Ngày 1 tháng 4, thủ đô Moscow của Nga ghi nhận mức nhiệt không tưởng 18 độ C, còn nhiệt độ trong đêm là 9,3 độ C, cao nhất từ trước tới nay trong một ngày đầu xuân. Cụ thể, Giám đốc Khoa học của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga Roman Vinfan đưa ra dự báo thời tiết cho biết, nhiệt độ cao nhất trong ngày 2 tháng 4 có thể lên tới 20-22 độ C, tương đương mức nhiệt của cuối tháng 5 đầu tháng 6 hàng năm. Theo ông Vinfan, trời sẽ ấm vào ban đêm với mức nhiệt lên tới 10 độ C. Dự báo nhiệt độ trong đêm ngày 2 tháng 4 là từ 9-11 độ C và vào ban đêm ngày 3 tháng 4 là từ 11-13 độ C. Mức nhiệt này cao hơn 10 độ C so với bình thường. Nhiệt độ ở thủ đô Moscow trong tháng 4 được dự báo sẽ tương đương mức nhiệt mùa hè trong tháng 6. Trong khi đó, nhiệt độ trong cả năm tại xứ lạnh gần như Bắc Âu này cũng sẽ phá vỡ mức kỷ lục của năm 2023. Thời tiết sẽ khô và nhiều nắng. Đài quan sát khí tượng của Đại học Quốc gia Moscow MKU cho hay, nhiệt độ năm 2024 cao kỷ lục có liên quan đến sự xâm nhập của không khí nhiệt đới từ Địa Trung Hải và Bắc Phi vào khu vực Moscow. Tốc độ di chuyển của các khối không khí cao nên nắng nóng sẽ đến rất nhanh. Bằng chứng là băng tuyết đã tan gần hết tại Moscow vào ngày cuối tháng 3, trong khi vào tháng 2 tuyết vẫn còn bao phủ thành phố cao tới 70 cm. Nhà nghiên cứu chính tại đài quan sát địa vật lý mang tên Voikop, ông Andrei Kiselev lo ngại nhiệt độ ấm bất thường có thể làm tan lớp băng vĩnh cửu, đe dọa làm hư hỏng hạ tầng của Nga. Chuyên gia này cảnh báo sông băng tan và mực nước biển dâng cao sẽ gây nguy cơ lũ lụt ở nhiều vùng trũng.
Trong khi đó, ngày 31 tháng 3 vừa qua, đại diện chuỗi cửa hàng đồ điện tử gia dụng Mvideo Eldorado ở Moscow cho biết, người dân ở thủ đô đã đổ xô đi mua điều hòa nhiệt độ chuẩn bị cho một mùa hè nắng nóng. Trước đó, ngày 4 tháng 1 năm nay, nhiệt độ ở Moscow đã rơi xuống mức âm 26 độ C, mức thấp nhất là âm 31 độ C trong đêm và mức cao nhất là âm 12 độ C vào ngày 5 tháng 1. Thủ đô của Nga được đặt trong tình trạng cảnh báo thời tiết màu cam cho đến ngày 6 tháng 1. Nhiệt độ ở Saint Petersburg đã giảm xuống âm 27 độ C trong ngày 4 tháng 1, trong khi khu vực phía bắc của vùng Leningrad chứng kiến nhiệt độ xuống tới âm 36 độ C. Cùng ngày, mức nhiệt thấp nhất tại các khu vực miền trung nước Nga Vladimir Ivanovo, Kochoma, Tver và Yaroslav là âm 35 độ C, trong khi vùng Sverdlov giảm xuống âm 40 độ C. Cơ quan dự báo thời tiết liên bang cho biết, đợt lạnh bất thường đã lan tới 70% diện tích đất nước trong ngày tới và sẽ không giảm trước ngày 10 tháng 1. Ở một số vùng của Nga, nhiệt độ đã giảm xuống khoảng âm 54 độ C. Tính đến tối ngày 4 tháng 1, 11 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy tại sân bay Sheremetyevo của Moscow và 5 chuyến tại Vnukovo. Không có chuyến bay nào bị hủy hoặc hoãn tại sân bay Novodedovo và Zhukovsky. Sương giá cũng gây ra nhiều vấn đề với giao thông đường sắt. 6 chuyến tàu đã bị dừng ở vùng Chelyabinsk tại Uran. Trong khi một số phương tiện truyền thông xã hội nói về vấn đề hệ thống sưởi và hết lương thực, ngành đường sắt cho biết sẽ duy trì chế độ nhiệt độ dễ chịu trên tàu và cung cấp bữa ăn cho mọi người ở Yekaterinburg và Chelyabinsk. Một đoàn tàu điện Latoka bị kẹt ở vùng Vladimir trên đường từ Moscow đến Nizhny Novgorod. Sau khi mất điện trong thời tiết sương giá âm 30 độ C, khoảng 300 hành khách được báo cáo là bị mắc kẹt trong băng trong gần 3 giờ đồng hồ. Khi máy sửa điện hoạt động ngoài giờ để đối phó với cái lạnh, điện bị mất tại nhiều ngôi làng ở khu vực Moscow và Tula. Ít nhất 20 khu dân cư nông thôn ở khu vực Moscow đã báo cáo tình trạng mất điện. Quận Yazovki ở vùng Tula bị mất điện trong nhiều ngày do nhiệt độ bên ngoài giảm xuống âm 25 độ C. Cái lạnh khắc nghiệt đã mang lại điều may mắn ở thủ đô Moscow của Nga, nơi người dân phát hiện ra cầu vào mùa đông. Khi hơi nước đóng băng trong thời tiết cực lạnh, ánh sáng khúc xạ từ băng tạo nên những hình ảnh ngoạn mục. Tháng trước, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một số cơ sở dầu mỏ của Nga. Tuyên bố đã làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho quân đội ở tiền tuyến. Đến tháng 4 này, các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra và vụ gần đây nhắm vào một số cơ sở công nghiệp ở Elabuga và Ninekams, các thành phố thuộc khu vực Tatarstan của Nga. Sáng ngày 2 tháng 4, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào một nhà máy lọc dầu Nga cách biên giới khoảng 1.300 km. Trước những diễn biến này, đứng cạnh nhau trong cuộc họp báo ở thủ đô Paris, Pháp ngày 2 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Pháp Stephen Séjourné đã có phản ứng khác nhau. Theo đó, Ngoại trưởng Blinken đã khẳng định Mỹ không ủng hộ cũng như không cho phép Ukraine tấn công bên ngoài lãnh thổ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Séjourné dường như ủng hộ động thái này mà Kiev thực hiện, cho rằng Ukraine chỉ đang tự vệ. Tuy nhiên, quan chức ngoại giao hàng đầu của Pháp cũng nói thêm rằng mình không có bình luận cụ thể nào về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Cuối tháng trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Washington tìm cách ngăn lực lượng Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Tổng thống Zelensky nói, Mỹ không phản ứng tích cực đối với vấn đề này. Hồi đầu tháng 3, tạp chí Financial Times đưa tin, Nhà Trắng lo ngại rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng của Nga sẽ dẫn đến tình trạng giá xăng tăng vọt. Vào thời điểm đó, bài báo chỉ ra điều này có khả năng gây tổn hại cho nỗ lực tranh cử của Tổng thống Joe Biden. Tổng cộng, các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào cơ sở lọc dầu của Nga được cho là đã làm gián đoạn từ 12 đến 14% công suất lọc dầu của Liên bang Nga. Về phần mình, Moscow đã đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Kiev. Sau đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga là một hình thức răn đe vì Kiev sắp hết tên lửa phòng không được phương Tây cung cấp. Mới đây, Giám đốc Trung tâm Báo chí Liên hợp Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam Ukraine, Đại tá Natalia Humeniuk cho hay, trong thời gian qua, Nga ngày càng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo được triển khai trên lãnh thổ Crimea để tấn công Ukraine. Bà Humeniuk nói, Nga đang chuyển sang chiến thuật sử dụng tên lửa đạn đạo do nhận thấy đây là mục tiêu mà lực lượng Ukraine khó ngăn chặn. Đó là lý do tại sao họ đang cố gắng gây áp lực lên các khu vực sâu hơn của Ukraine, chứ không chỉ ở các khu vực tiền tuyến. Tại các khu vực cách xa tiền tuyến, Kiev không triển khai hệ thống phòng thủ dày đặc giống như ở gần mặt trận. Đây có thể là lỗ hổng để Nga tăng cường tấn công tên lửa vào sâu trong Ukraine. Bà Humeniuk tuyên bố, lực lượng phòng vệ Ukraine biết số lượng hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất của Nga và vẫn đang theo dõi hoạt động của những tổ hợp này. Trong thời gian qua, Nga đã giảm sử dụng tên lửa hành trình Kalib
phóng từ tàu chiến. Bà Humeniuk giải thích rằng Nga dường như đang gặp khó khăn về hậu cần khi bắn các vũ khí này vào lãnh thổ Ukraine. Bà Humeniuk nhận định, đối với quân đội Nga, hiện tại cả việc cung cấp tên lửa và bảo trì các hệ thống phóng Kalib đều là vấn đề khó khăn. Đại tá Humeniuk cho biết thêm, phần lớn cơ sở hạ tầng và hậu cần liên quan đến việc bắn tên lửa Kalib đều có trụ sở tại thành phố cảng Sevastopol của Crimea. Trong suốt hơn 2 năm xung đột với Nga, Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào các tài sản của Nga ở Crimea, đặc biệt là ở Sevastopol. Bà Humeniuk cho hay, các cuộc tấn công này khiến việc di chuyển tên lửa đến những khu vực đó hiện rất khó khăn. Nhà nghiên cứu của Hội đồng Địa chiến lược có trụ sở tại Anh, ông William Freer nói, khả năng Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hải quân và tàu thuyền ở Sevastopol đã có tác động đáng kể đến khả năng phóng tên lửa hành trình Kalib của Nga. Ông Freer cho biết, hiện chỉ có các tàu mặt nước và tàu ngầm lớp Kilo của Nga mới có thể phóng tên lửa Kalib vào lãnh thổ của Ukraine. Ukraine tấn công tàu ngầm Rostov-on-Don thuộc lớp Kilo của Nga bằng tên lửa hành trình Storm Shadow do phương Tây cung cấp ở Sevastopol vào tháng 9 năm ngoái. Tàu Rostov-on-Don được cho là đã hư hỏng và không thể sửa chữa. Ông Freer đánh giá, khi nhiều tàu chiến trong hạm đội Biển Đen bị hư hỏng và các cơ sở hậu cần của chúng cũng bị tấn công, khả năng lưu trữ và phóng các tên lửa này từ các tàu trong hạm đội Biển Đen đã bị ảnh hưởng. Ông Freer cho biết thêm, Nga đang thử nghiệm các phương pháp thay thế để phóng tên lửa Kalib. Ông nói, nhu cầu của Nga trong việc phát triển các phương pháp phóng tên lửa hành trình khác nhau sẽ tăng lên theo thời gian, vì nước này cảm nhận được tổn thất nặng nề đối với hạm đội Biển Đen. Quân đội Ukraine báo cáo rằng Nga đã tạm dừng sử dụng tên lửa Kalib trong những tháng gần đây. Lưu ý Moscow chọn tấn công các mục tiêu như cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev bằng tên lửa chiến lược tầm xa KH-101. Tuy nhiên, cuối tuần trước, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine GUR, ông Kirilo Budanov cho biết Nga đã bổ sung kho dự trữ tên lửa Kalib và sẽ sớm nối lại các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Ông Budanov cho hay, trong tương lai gần, chúng ta sẽ gặp lại Kalib vì số lượng KH-101 đã giảm đáng kể. Ngày 2 tháng 4, các nhà máy tại Zelabuga và Nizhnekamsk, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga đã bị máy bay không người lái UAV tập kích. Các quan chức an ninh và tình báo Ukraine giấu tên nói, lực lượng nước này dùng UAV tầm xa nội địa tấn công cơ sở chế tạo UAV ở Zelabuga cùng nhà máy lọc dầu ở Nizhnekamsk. Một nguồn tin tình báo Ukraine cho biết, nhà máy tại Zelabuga là nơi sản xuất UAV cảm tử tầm xa Gridan 2 của Nga. Phương tiện được cho là giống mẫu Shahed do Iran phát triển. Người này tuyên bố vụ tập kích do Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR thực hiện và đã gây thiệt hại đáng kể cho nhà máy. Theo nguồn tin tình báo khác, Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào tổ hợp lọc dầu chính tại nhà máy Nizhnekamsk trong vụ tập kích và gây ra hỏa hoạn. Chiến dịch này nhằm mục đích giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga. Hiện GUR chưa bình luận về thông tin trên. Ukraine hiếm khi nhận trách nhiệm trong các vụ tập kích nhằm vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga, song các quan chức nước này đôi khi đề cập gián tiếp đến hoạt động đó. Đài RT của Nga đã chia sẻ đoạn video về một trong những cuộc tập kích cho thấy chiếc máy bay không người lái đâm vào một tòa nhà, gây ra vụ nổ lớn khiến một số người nằm rạp xuống đất vì sợ hãi. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết ít nhất 6 người đã bị thương trong một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào Cộng hòa Tatarstan của Nga. Theo chính quyền địa phương, các UAV được cho là đã lao vào một số địa điểm nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở công nghiệp. Hồi tháng 8 năm ngoái, truyền thông Mỹ đưa tin Nga mở dây chuyền sản xuất tại Cộng hòa Tatarstan với mục tiêu chế tạo 6.000 UAV mỗi tháng vào giữa năm 2025. Nga dự kiến mở rộng quy mô chế tạo phiên bản UAV kiểu Shahed nhằm cải thiện kỹ thuật sản xuất lạc hậu của Iran. Theo các tài liệu bị rò rỉ được truyền thông Mỹ công bố, cơ sở chế tạo UAV nói trên nằm tại đặc khu kinh tế Alabuga ở Zelabuga, Cộng hòa Tatarstan, địa điểm bị tấn công ngày 2 tháng 4. Cộng hòa Tatarstan nằm cách biên giới Nga-Ukraine hơn 1.100 km. Vụ tập kích các nhà máy Zelabuga và Nizhnekamsk là đòn tấn công bằng UAV tại khu vực xa biên giới Ukraine nhất từ khi chiến sự giữa hai nước bùng phát. Ukraine đang đẩy mạnh chế tạo UAV nội địa và đặt mục tiêu chế tạo 1 triệu chiếc trong năm nay. Đầu tuần này, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov tuyên bố nước này đã sở hữu UAV cảm tử nội địa với tầm bay hơn 1.000 km. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và EU cùng nhau chịu trách nhiệm về khoảng 70% số viện trợ tài chính mà Ukraine đã nhận được. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự viện trợ của Mỹ và các nước phương Tây ngày càng chậm trễ, khiến Ukraine đối mặt bế tắc trên chiến trường. Ngày 3 tháng 4, Politico dẫn lời các quan chức quân sự Ukraine ẩn danh cho biết, có một xu hướng đáng tiếc là vũ khí phương Tây gửi cho Kiev quá chậm đến mức chúng trở nên không còn phù hợp với tình hình chiến trường. Điều này khiến nhiều vũ khí dù hiện đại nhưng không có tác chiến như kỳ vọng. Trong khi các đồng minh phương Tây của Ukraine
đã cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và thiết bị, một số hệ thống tiên tiến hơn mà họ đã cam kết, ví dụ như máy bay chiến đấu F-16, vẫn chậm tiến độ và vẫn chưa ra được chiến trường. Nguồn tin cho biết, trong khoảng thời gian chờ đợi đó, Nga thường sẽ tìm ra chiến thuật nhằm bắt bài các loại vũ khí mới của phương Tây khi chúng xuất hiện. Phương Tây đã thành lập Liên minh quốc tế nhằm đào tạo phi công Ukraine điều khiển F-16 vào mùa hè năm 2023. Trong khi đó, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy cũng đã cam kết cung cấp cho Ukraine hàng chục máy bay phản lực thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine nói với Politico rằng F-16 là một ví dụ cụ thể vì Kiev rất cần các tiêm kích này trong năm 2023, nhưng tới năm 2024, chúng trở nên ít phù hợp hơn với tình hình thực tế. Nguồn tin ẩn danh giải thích rằng Nga đã thử nghiệm khả năng phòng không và đã triển khai radar và tên lửa phòng thủ theo cách có thể khiến phần lớn khả năng tấn công của F-16 trở nên vô hiệu. Một ví dụ khác là tên lửa tầm xa Storm Shadow và Scalp sau các cuộc tấn công gây thiệt hại của Ukraine nhằm vào vị trí của Nga dùng các vũ khí trên, Moscow đã thay đổi chiến thuật phòng thủ. Nguồn tin ẩn danh nói, các hệ thống vũ khí trở nên không phù hợp rất nhanh vì chúng nhanh chóng bị Nga bắt bài. Quân đội Nga luôn luôn nghiên cứu, họ không cho chúng tôi cơ hội thứ hai và họ đã thành công trong việc này. Các quan chức cho biết, Ukraine cần nhiều vũ khí và đạn dược truyền thống hơn, ví dụ như 1 triệu quả đạn pháo hiện đang được cung cấp theo sáng kiến do Séc dẫn đầu. Cuối tháng trước, Tổng thống Zelensky chia sẻ rằng nếu Ukraine không nhận được khoản viện trợ quân sự đang mắc kẹt ở Quốc hội Mỹ, Kiev sẽ buộc phải rút quân từng bước. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, không có hỗ trợ từ Mỹ có nghĩa là chúng tôi không nhận được hệ thống phòng không, tên lửa Patriot, thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, đạn pháo cỡ nòng 155mm. Vậy chúng tôi sẽ phải lùi lại, rút lui, từng bước một, theo bước nhỏ. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách để không phải rút lui. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov gần đây cho biết 50% vũ khí phương Tây viện trợ bị bàn giao chậm, khiến quân đội nước này gặp khó khăn trong cuộc xung đột với Nga. Ukraine mới chỉ nhận được 1/3 trong số hàng triệu quả đạn pháo mà Liên minh châu Âu EU cam kết giao vào tháng 3 năm 2023. Theo các nguồn tin, khả năng của Ukraine trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công hiện tại của Nga đang phần lớn dựa vào những tính toán sai của Moscow. Tuy nhiên, quan chức Ukraine thừa nhận, với cục diện như hiện tại, Nga có thể sẽ sớm xâm nhập vào tiền tuyến và đánh sập ở một số khu vực. Ngày 2 tháng 4, truyền thông dẫn lời đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Thiếu tướng Vadim Sibitsky cho biết Nga còn khoảng 950 tên lửa trong kho, đủ để thực hiện một số cuộc tấn công lớn nữa trước khi tạm ngừng để tích lũy. Cụ thể, tờ Pravda dẫn lời Thiếu tướng Vadim Sibitsky nói, hiện tại, Nga có khoảng 950 tên lửa chiến thuật và chiến lược với tầm bắn hơn 350 km. Ông Sibitsky nói thêm, dựa vào phương thức sử dụng của Nga qua 2 năm xung đột, chúng tôi ước tính Nga có thể tiến hành thêm một số vụ tấn công phối hợp quy mô lớn nữa với sự tham gia của cả tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm và máy bay không người lái. Theo Thiếu tướng Ukraine, sau đó, Nga có thể tạm ngừng tập kích quy mô lớn để chuyển sang tích trữ. Ông Sibitsky cho rằng, không ai có thể chắc chắn liệu Nga có thể nhắm đến các cơ sở hạ tầng điện của Ukraine trong các cuộc tấn công lớn sắp tới nữa hay không. Nhưng chắc chắn Moscow sẽ không từ bỏ mục tiêu này, ông Sibitsky nhấn mạnh. Tất nhiên, các cơ sở hạ tầng điện của chúng tôi vẫn là mục tiêu chính của Nga, cũng như các cơ sở quân sự và dân sự khác. Điều này đã được chứng minh trong các cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất. Khi được hỏi về quy mô sản xuất vũ khí chính xác cao ở Nga, ông Sibitsky cho biết trung bình mỗi tháng Nga sản xuất vài chục tên lửa. Tướng Sibitsky cho hay, ví dụ, chúng tôi ước tính mỗi tháng Nga có thể sản xuất khoảng 40 tên lửa KH-101, khoảng 40 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Iskander, vài chục tên lửa hành trình Kalev, tên lửa Kinza, cũng như sửa đổi từ 6 đến 8 tên lửa chống hạm Onyx để tấn công các mục tiêu mặt đất. Trước đó, hôm 31 tháng 3, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov cho biết Nga dường như đang xây dựng kho tên lửa hành trình Kalev. Trong suốt 3 tháng vừa qua, Moscow tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, chủ yếu sử dụng tên lửa hành trình KH-101. Ông Budanov cho hay, trong tương lai gần, chúng ta sẽ thấy các tên lửa Kalev của Nga bởi số lượng tên lửa KH-101 đã giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, hôm 2 tháng 4, người phát ngôn lực lượng miền Nam Ukraine, bà Natalia Humeniuk cho rằng Nga đã ngừng sử dụng tên lửa hành trình Kalev phóng từ biển, một phần vì Moscow đang phải đối mặt với các vấn đề hậu cần. Bà Humeniuk nói, đối với Nga, hiện tại, cả việc cung cấp tên lửa và bảo trì các hệ thống phóng Kalev đều là vấn đề khó khăn. Người phát ngôn lực lượng miền Nam Ukraine cho biết thêm rằng, phần lớn cơ sở hạ tầng và hậu cần liên quan đến việc bắn tên lửa Kalev của Nga đều có trụ sở tại thành phố cảng Sevastopol của Crimea. Bà Humeniuk cũng đánh giá, Nga đang chuyển sang chiến thuật sử dụng tên lửa đạn đạo do nhận thấy đây là mục tiêu mà lực lượng Ukraine khó ngăn chặn.
Đó là lý do tại sao họ đang cố gắng gây áp lực lên các khu vực sâu hơn của Ukraine, chứ không chỉ ở các khu vực tiền tuyến. Mới đây, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK của Mỹ cho rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine vào các cơ sở công nghiệp ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga đánh dấu một bước ngoặt đáng kể về khả năng của Kiev trong việc tiến hành các cuộc tấn công tầm xa và sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga. Theo đó, sáng ngày 2 tháng 4, các lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy sản xuất UAV Sahep-136 tại đặc khu kinh tế Alabuga thuộc quận Zelabuga và nhà máy lọc dầu Teneco ở thành phố Nizhnekam. Cả hai mục tiêu này đều nằm trong lãnh thổ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, trong đó Zelabuga nằm cách biên giới Nga-Ukraine 1.200 km, còn thành phố Nizhnekam nằm ở phía tây nước Nga, cách biên giới nước này với Ukraine khoảng 1.300 km. Ngày 3 tháng 4, theo tờ The Kiev Independent, quân đội Ukraine đã sử dụng UAV tầm xa để tấn công thành công một chuỗi nhà máy lọc dầu của Nga. Tuy nhiên, ngày 2 tháng 4 đánh dấu lần đầu tiên các cuộc tấn công của Ukraine vươn tới những mục tiêu ở Tatarstan. ISVK cho rằng khoảng cách từ các mục tiêu tới biên giới với Ukraine thể hiện sự thay đổi đáng kể về khả năng của Ukraine trong việc tiến hành các cuộc tấn công tầm xa và hậu phương của Nga. Đồng thời, các cuộc tấn công ngày 2 tháng 4 cũng chứng minh cho tuyên bố trước đó của giới chức nước này về khả năng vươn tầm tấn công của những chiếc UAV nội địa. Trước đó, hôm 1 tháng 4, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Mikhailo Fedorov cho biết Ukraine đã sản xuất UAV tấn công có khả năng bay hơn 1.000 km. Kế hoạch này đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo hồi đầu năm nay và dự kiến Kiev sẽ tăng cường nỗ lực sản xuất UAV trong nước với mục tiêu cho ra lò 1 triệu UAV trong năm 2024. Tuy nhiên, không phải tất cả các đồng minh của Kiev đều ăn mừng cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào ngành dầu mỏ của Nga. Hôm 2 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington không ủng hộ cũng như không cho phép Ukraine tấn công bên ngoài lãnh thổ của mình. Cuối tháng trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Washington tìm cách ngăn lực lượng Ukraine tấn công bằng UAV và các nhà máy lọc dầu của Nga. Tổng thống Zelensky nói, Mỹ không phản ứng tích cực đối với vấn đề này. Tạp chí Financial Times đưa tin, Nhà Trắng lo ngại rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng của Nga sẽ dẫn đến tình trạng giá xăng tăng vọt. Vào thời điểm đó, bài báo chỉ ra điều này có khả năng gây tổn hại cho nỗ lực tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ của Nga là một chiến lược quân sự hợp pháp và Ukraine có quyền sử dụng vũ khí của mình để tự vệ. Trong khi đó, ISVK khẳng định các cuộc tấn công như vậy của Ukraine là một phần cần thiết trong chiến dịch của Kiev nhằm sử dụng các biện pháp phi đối xứng nhằm làm suy yếu các ngành công nghiệp cung cấp và nguồn hỗ trợ cho quân đội Nga. Ngày 3 tháng 4, tờ The Kiev Independent đưa tin tổng cộng các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào cơ sở lọc dầu của Nga được cho là đã làm gián đoạn từ 12 đến 14% công suất lọc dầu của Liên bang Nga. Theo đài RT, để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, Moscow đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Kiev. Trong một cuộc tấn công xuyên đêm hôm 22 tháng 3, tên lửa Nga đã bắn trúng đập Dnipro-Hest, con đập của nhà máy thủy điện Dnipro lớn nhất Ukraine, chứa khoảng 3,3 tỷ mét khối nước, nằm ở khu vực phía nam Zaporizhia. Ngày 3 tháng 4, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, quân đội Triều Tiên đã thử tên lửa nhiên liệu rắn Hwasong-16B mang theo phương tiện lướt siêu vật âm dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Kim Jong-un. Vụ thử tên lửa siêu vật âm tầm trung mang giá trị chiến lược quân sự đã diễn ra thành công. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên thử tên lửa tầm trung Hwasong-16B mang theo phương tiện lướt siêu vật âm. KCNA cho biết vụ thử hôm ngày 2 tháng 4 nhằm xác định đặc điểm quỹ đạo bay và khả năng cơ động tầm xa của phương tiện lướt siêu vật âm, tầm bắn được giới hạn dưới 1.000 km. Quân đội Hàn Quốc trước đó cho biết quả đạn bay khoảng 600 km trước khi lao xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Ông Kim Jong-un nhận định vụ thử thành công là sự kiện đặc biệt sẽ mang lại thay đổi lớn, nỗ lực tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của quân đội Triều Tiên. Ông nói Triều Tiên đã phát triển loại vũ khí tấn công chiến lược khác để chứng minh lợi thế tuyệt đối của khoa học và công nghệ quốc phòng của mình. Triều Tiên từ lâu đã tìm cách làm chủ công nghệ nhiên liệu rắn cho tên lửa và phát triển vũ khí siêu vật âm để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ và Hàn Quốc, cũng như gây sức ép lên căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Vũ khí siêu vật âm có thể di chuyển với vận tốc ít nhất là mét 5 trên 3.800 km/h. Chúng thường được mô tả là loại vũ khí vô hình do tốc độ bay rất cao và khả năng cơ động trong hành trình giúp tránh được phần lớn hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay. Chuyên gia thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Công nghiệp Quốc phòng Hàn Quốc Han Kwon-hee nhận định vụ thử ngày 2 tháng 4 dường như nằm trong kế hoạch phát triển tên lửa của Triều Tiên, trong đó có vũ khí siêu vật âm. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang do hoạt động quân sự của các bên trong khu vực. Trong một diễn biến liên quan, ngày 1 tháng 4,
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã chính thức ra mắt một trung tâm nghiên cứu nhằm giám sát sự phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực quốc phòng, coi đây là một phần trong nỗ lực triển khai công nghệ tiên tiến cho quân đội. Buổi lễ thành lập trung tâm AI quốc phòng được tổ chức tại Cơ quan Phát triển Quốc phòng do chính phủ Hàn Quốc điều hành tại Daejeon, cách thủ đô Seoul 139 km về phía nam, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Shin Kun-sik và Bộ trưởng Bộ Khoa học Lee Jong-ho. Việc thành lập trung tâm trên là một phần trong sáng kiến đổi mới quốc phòng 4.0 của Hàn Quốc. Theo đó, quân đội sẽ mỏng hơn về nhân sự, nhưng hoạt động hiệu quả hơn dựa trên AI và các công nghệ tiên tiến khác. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trung tâm có khoảng 110 nhân viên dân sự và quân sự, sẽ tập trung phát triển các công nghệ liên quan đến hệ thống phối hợp có người điều khiển và không có người điều khiển dựa trên AI, đánh giá tình huống xung đột cũng như áp dụng công nghệ AI trong lĩnh vực dân sự cho quân đội. Hai Bộ trưởng Shin Kun-sik và Lee Jong-ho cũng ký một biên bản ghi nhớ MOU giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng, cần thiết trong tương lai như AI, chất bán dẫn, không gian vũ trụ và không gian mạng. Theo biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ thúc đẩy nghiên cứu và phát triển để tăng cường hợp tác giữa khu vực tư nhân và quân đội, đồng thời sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự để đánh giá nghiên cứu của các trường đại học và viện nghiên cứu quốc gia. Hôm 2 tháng 4, nhóm ủng hộ ông Trump tại Hạ viện đã phát động chiến dịch đổi tên sân bay chính ở Virginia thành sân bay quốc tế Trump. Sân bay được nhắm đến trong chiến dịch này là sân bay quốc tế Washington Dulles, vốn được đặt tên theo cựu Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles. Một sân bay nhỏ hơn ở Virginia là sân bay Ronald Reagan Washington, cảng hàng không được đặt tên theo tên cựu Tổng thống Ronald Reagan. Dự luật mà nhóm nghị sĩ Cộng hòa đưa ra yêu cầu đổi tên trong mọi văn bản pháp luật, quy định, bản đồ, tài liệu hoặc bất kỳ hồ sơ chính thức nào khác. Nghị sĩ Guy Rechenthaler, thành viên Đảng Cộng hòa, hiện là Phó Chủ tịch Hạ viện, cho biết ông đề xuất ý tưởng này là vì ông Trump là Tổng thống tốt nhất đời tôi. Ông Rechenthaler lập luận rằng, không có biểu tượng nào truyền tải thông điệp tự do, thịnh vượng và sức mạnh rõ nét hơn câu chào mừng đến với sân bay quốc tế Trump khi hàng triệu du khách trong nước và quốc tế quá cảnh tại sân bay. Đề xuất này đã có ít nhất 6 nghị sĩ ủng hộ, song khó được thông qua do sự ủng hộ của toàn bộ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện chưa chắc chắn. Hơn nữa, Thượng viện và Nhà Trắng vẫn đang do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Đề xuất đổi tên sân bay theo tên ông Trump đã vấp không ít chỉ trích và mỉa mai. Nghị sĩ Đảng Dân Chủ Brendan Boyle cho biết, Dulles là một sân bay cũ kỹ, xấu xí mà không ai muốn nhìn thấy. Vì vậy, tôi nghĩ đây cũng là cách vinh danh phù hợp